chiến tranh đã qua, hòa bình đã lập lại. Nhưng hôm nay, những ngày này, những người con đất Việt một lần nữa cùng nhau chung sức, chung lòng trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc. Trước sự bùng phát trở lại của đợt dịch lần thứ tư, khi tiếp tục phải sống trong những ngày tháng giãn cách xã hội, chúng ta càng thấu hiểu nỗi đau khi Covid-19 đã tấn công đến từng nhà, từng người. Trên tinh thần đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, được sự khuyến khích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng và sự sách tấn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã tích cực tiếp sức, tiếp lửa yêu thương cho đồng bào tại những tỉnh thành có dịch bệnh. Ủng hộ 500 triệu đồng cùng 20.000 chiếc khẩu trang đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, trao tặng 500 triệu đồng trong lễ phát động và tiếp nhận đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chung tay ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí và 300 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Các Phật tử đã tiếp thêm sức mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần và tiếp thêm niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến này. Từ người già cho đến trẻ em đều rất là có ý thức tham gia và tự nguyện tham gia chung tay cùng với hệ thống chính trị để chống dịch. Chúng tôi cũng rất xúc động bởi những cái tấm lòng như thế. Các vị cũng chứng kiến là có những em bé từ trong miền Nam làm những cái lọ chanh để gửi ra cho các anh chị tuyến đầu. Thế rồi có cháu bé tiết kiệm 3 năm con lợn đất để mang đến đây để phòng chống dịch. Và rất là nhiều các cái lực lượng khác, trong đó thì có cái Phật tử của chùa Ba Vàng. Thế và dưới cái sự chỉ đạo của thầy Thích Trúc Thái Minh, thì thầy Thích Trúc Thái Minh là người của gốc Bắc Ninh thì cũng rất là quan tâm đến Bắc Ninh. Và trong cái lần chống dịch này cũng vậy, thì chúng tôi cũng thấy là ghi nhận và đánh giá rất cao cái tình cảm, cái trách nhiệm của Phật tử của thầy, cũng như là cái sự hướng về quê hương của thầy. Nói chung mà chúng tôi cũng thấy được ngoài Bắc Ninh thì thầy cũng hướng đến rất là nhiều nơi khác nữa vì cộng đồng. Thì tôi thấy chúng tôi đánh giá rất cao và rất là mong là cái tinh thần này, cái tinh thần dân tộc này được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Dẫu rằng cuộc chiến với Covid-19 có thể vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng với một chính phủ sáng suốt, bản lĩnh đang ngày đêm chỉ đạo, sát sao cùng nhân dân chống dịch, với sự quật cường, bất khuất của các y bác sĩ nơi tuyến đầu, với tình cảm ấm áp, chân thành của những người con Phật và sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của nhân dân cả nước, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau đứng vững và sớm vượt qua những ngày khó khăn này. Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch, thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng. Việt Nam ơi, một lần nữa hãy chung nhau niềm tin chiến thắng.